Thưa quý vị, trước đây giao dịch địa ốc tháng Ngâu từng là điểm chứng của thị trường bởi quan niệm tránh mua nhà tháng cô hồn. Tuy nhiên, theo thời gian, nhờ tiến bộ khoa học và sự phát triển của công nghệ thông tin, khách hàng có cái nhìn cởi mở hơn, gạt bỏ tâm lý kiêng kỵ để tranh thủ chốt đơn. Bởi trên thực tế, nhiều ý kiến cho rằng đây là thời điểm vàng để sở hữu bất động sản vì lãi suất vay giảm, người mua nhà được hưởng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Xếp hàng vào xem nhà mẫu. Nhân viên sale tất bật tư vấn cho khách hàng. Từ đầu tháng 7 âm lịch đến nay, trung bình mỗi ngày tại khu nhà mẫu dự án này thu hút hàng trăm lượt khách đến tham quan, tìm kiếm cơ hội mua bán đầu tư bất động sản. Tôi thấy cái nhu cầu của khách hàng đến đây, thứ nhất là để ở, cái thứ hai là về để đầu tư. Tại vì là bây giờ thị trường đang là trong cái giai đoạn thị trường nó đang hồi phục, thế nên là rất nhiều nhà đầu tư cũng như là khách hàng quan tâm rất là nhiều. Đấy, và tôi mỗi một ngày bây giờ tôi tiếp đó là chỉ 5 đến 7 khách hàng. Đấy, họ quan tâm đến đây để tìm hiểu. Sau khi xem cái căn mẫu này thì mình cũng thấy rất là hài lòng. Vì thứ nhất là về cái tiện nghi các thứ, tiện ích các thứ thì nó cũng rất là đẹp, hài hòa, rộng rãi. Sở thích của mình thì mình cũng không kiêng khem gì nhiều lắm đâu. Mình cũng cứ đi xem và cảm thấy hợp lý thì mình cứ chốt. Còn khi nào mà mình đến ở hoặc là nhập trạch thì lúc đấy mình sẽ tính toán ngày đẹp tháng đẹp sau. Theo khảo sát, nếu người có nhu cầu mua ở thực vẫn còn tâm lý tránh mua nhà tháng Ngâu, thì với nhiều nhà đầu tư, tháng Ngâu lại là thời điểm thích hợp để xuống tiền. Đặc biệt, trong tháng Ngâu, các chính sách kích cầu như chiết khấu, khuyến mại được tung ra khiến giá thành sản phẩm thường mềm hơn so với các đợt mở bán khác trong năm. Tôi thấy rằng là cái lựa chọn của tôi rất là đúng đắn tại thời điểm này bởi cái giá thành rất là hợp lý. Với cái chính sách hiện tại với chủ đầu tư hỗ trợ cho cư dân về ở sớm thì nó cũng giảm tải cho tôi một phần về chi phí. Nhất là trong điều kiện hiện tại thì là chi phí về bất động sản đang tăng rất là nhanh. Thì tôi thấy với chính sách của chủ đầu tư và cả chính sách về tài chính ngân hàng nữa thì tôi thấy là sự lựa chọn rất là đúng đắn vào thời điểm này. Kinh nghiệm của chúng tôi đã làm bất động sản một thời gian khá dài thì chúng tôi thấy rằng là tháng Ngâu không phải là tháng bán hàng thấp nhất mà và thậm chí có những thời điểm chúng tôi bán hàng là tốt nhất trong năm. Có những tôi ví dụ tháng 7 dương lịch chúng tôi đang bán lượng giao dịch đâu đó rất là tốt, tăng gấp đôi so với tháng 5 tháng 6. Nhưng chỉ trong 10 ngày đầu tháng 8 dương, có nghĩa là rơi vào tháng 7 âm lịch, trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch và 10 ngày đầu tháng 8 dương lịch, chúng tôi đã bán được 2/3 doanh số của tháng 7. Có nghĩa là thị trường có một sức bật rất là tốt, thì đây là cái cơ hội tranh thủ của nhà đầu tư dành lấy cơ hội của thị trường là có những chính sách rất là tốt để họ sở hữu. Các đơn vị kinh doanh bất động sản cũng cho rằng lợi thế của tháng Ngâu là nguồn hàng dồi dào, do tháng này rơi vào thời điểm giao thoa giữa quý 2 và quý 3, thời điểm nhiều chủ đầu tư tung dự án mới ra thị trường. Đặc biệt hiện nay, khi giá nhà chung cư đang đạt đỉnh, không còn là kênh đầu tư hấp dẫn, thì phân khúc các sản phẩm bất động sản, nhà ở thấp tầng, biệt thự liền kề, có sản phẩm hiện hữu, có nhà vườn, có không gian thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên, đang là lựa chọn của nhiều khách hàng. Bằng chứng là hôm vừa rồi chúng tôi khai trương nhà mẫu thì chúng tôi có đâu đó khoảng tầm gần 1.000 khách hàng đến tham quan để trải nghiệm cái cảm giác trải nghiệm nhà mẫu này. Và trong thời gian sau đó khoảng 10 ngày thì chúng tôi đón tiếp khoảng tầm hơn 3.000 lượt khách để đến tham quan dự án để lựa chọn những căn nhà cho mình. Thì chắc chắn thì đây là dòng sản phẩm sẽ được lựa chọn, tại vì không gian xanh sẽ là không gian luôn luôn được lựa chọn và hướng tới trong thời gian tới. Bởi vì theo đánh giá của các cái chuyên gia không chỉ ở trong nước mà trên thế giới thì Việt Nam cái số lượng mà tầng lớp trung lưu ấy mà tăng thu nhập hoặc là giàu lên thì cũng rất là nhanh. Thì cái lượng đó nó bổ sung vào cái nhu cầu. Thứ hai nữa là cái chính sách của chúng ta tới đây của luật đất đai ấy, có hiệu lực từ mùng 1 tháng 8 thì người Việt Kiều thì là có quyền và nghĩa vụ như là cá nhân trong nước. Và chúng ta không có hạn chế đối với Việt Kiều về mua nhà ở. Thì cái đấy nó cũng tác động vào cái nguồn cung của cái thị trường bất động sản. Cho nên là cái nhu cầu đấy là nó là có thực. Theo ghi nhận, bên cạnh chuẩn bị nguồn hàng đáp ứng nhu cầu của người mua, các chủ đầu tư cũng linh động hơn trong việc ký kết hợp đồng. Một số chủ đầu tư sẵn sàng cho khách bằng cách nhận đặt cọc giữ chỗ lùi thời hạn ký hợp đồng, giúp khách có tâm lý thoải mái hơn. Chính vì vậy, thị trường bất động sản những năm gần đây vẫn rộn ràng mỗi dịp tháng Ngâu đến.
Theo kế hoạch, Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai, 15 tháng 8. Giá xăng dầu tại kỳ điều hành này sẽ được dự báo quay đầu bật tăng, mức tăng khoảng là 200-400 đồng trên 1 lít. Ngày 13 tháng 8, giá xăng dầu nhập khẩu trên thị trường Singapore đã trở lại mốc 91,98 đô la Mỹ một thùng với xăng RON 95 và 87,5 đô la Mỹ một thùng với xăng RON 92. Vì vậy, nhiều khả năng giá xăng trong nước có thể tăng trong kỳ điều hành này. Cụ thể, giá xăng dự kiến tăng khoảng 300-400 đồng một lít, còn dầu diesel có thể tăng khoảng 200-300 đồng một lít. Trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính trích quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng nhẹ hơn. Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ có phiên bật tăng sau 5 lần giảm liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, giá xăng tăng 16 lần, giảm 16 lần. Dầu diesel có 15 lần tăng và 15 lần giảm. Thủ tướng Chính phủ vừa ký chỉ thị số 26 về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024. Theo đó, năm 2024 được yêu cầu là năm bứt phá trong giải ngân vốn, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội. Tại nhiều địa phương trên cả nước, các ngành, các lĩnh vực, nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ công trình đã được thực hiện để đạt được mục tiêu này. Và sau đây sẽ là ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa, địa phương nằm trong nhóm giải ngân vốn đầu tư công dẫn đầu cả nước. Giữa tháng 8 này, công trình tòa nhà hợp khối của 5 cơ quan tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành với các bước cuối cùng để tiến tới nghiệm thu, bàn giao cho chủ đầu tư. Với tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng nhờ vào nguồn vốn đảm bảo, chủ đầu tư đã giải ngân được trên 90%. Đây là yếu tố giúp dự án về đích trước hạn. Giải ngân thì đối với dự án này thì là nguồn vốn rất là đảm bảo, đáp ứng được cho nhà thầu thi công. Đến thời điểm này là cũng đã cơ bản được đáp ứng được tiến độ đến trên 90%. Cuối tháng 8 là sẽ hết tiến độ hợp đồng. Tuy nhiên là nhà thầu thi công đã hoàn thành trước được tiến độ. Còn tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, năm nay được giao 3 dự án có vốn ngân sách địa phương. Với sự vào cuộc của các chủ đầu tư và các nhà thầu xây dựng, tổng mức giải ngân của các dự án đã đạt là 123 trên tổng số 128 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân là 96%. Đơn cử, dự án đường núi Văn Trinh đi Thọ Xuân Nghi Sơn trong tổng mức đầu tư 465 tỷ đồng, năm nay được phân bổ 92 tỷ đồng. Huyện đã giải ngân hết và đề xuất tỉnh bố trí thêm vốn. Cái dự án này thì ban đã trình Sở Kế hoạch. Sở Kế hoạch đã có đang có chương trình sắp xếp thì dự kiến là trong cái kỳ họp Hội đồng dân tháng 10, Hội đồng dân tỉnh tháng 10 thì sẽ có cái điều chỉnh bố trí vốn cho cái đường vốn ngân sách tỉnh đảm bảo. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hết 6 tháng đầu năm nay, Thanh Hóa giải ngân được 56,83% vốn chính phủ giao, bằng 1,9 lần tỷ lệ giải ngân trung bình cả nước. Để có được kết quả này, ngoài việc tập trung giao vốn sớm từ cuối năm 2023, tỉnh đã thành lập 5 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công như là giải phóng mặt bằng, vướng mắc về pháp lý, tập trung điều chuyển vốn từ các dự án có mức giải ngân thấp sang các dự án có tỷ lệ giải ngân vốn cao. Đây cũng là giải pháp được tỉnh đẩy mạnh trong nửa cuối năm 2024. Giao vốn đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với cả cái tiến độ thực hiện dự án, phù hợp với cả cái tình hình chung và có cái nghiên cứu điều chuyển vốn linh hoạt giữa các dự án trong nội bộ dự án để thực hiện cái việc giải ngân vốn đầu tư công cho hiệu quả. Năm nay, Thanh Hóa dự kiến giải ngân 11.700 tỷ đồng, trong đó vốn địa phương là 9.100 tỷ, vốn trung ương là 2.600 tỷ. Sức ép của giải ngân những tháng còn lại là không nhỏ, nhất là khi tỉnh này đang quyết tâm giải ngân 100% vốn kế hoạch. Hiện nay, địa phương này đang tiếp tục chỉ đạo các sở ngành, ủy ban nhân dân các thị xã thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các giải pháp, đồng thời tăng cường đôn đốc nhà thầu, tập trung nhân lực, nguyên vật liệu, thiết bị, bổ sung các mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là khi tháng 7 đến tháng 12, địa phương này bước vào mùa mưa bão.